Rất đẹp không các bạn? Bay sẽ gắn vô như thế này. Hey, hello, xin chào các fly. Như các bạn thấy, đã gần cả tháng rồi bay chẳng review gì cả. Vì cái thành phố của bay bị cách ly vì dịch Covid đó, chỉ thị 16 các bạn, nên có đăng lên cũng chẳng bán cho các bạn được. Sẵn trước cách ly, bay có về mấy cây 50cm nè. Đó, mỗi thứ 1-2 cây để bay review cho các bạn xem. Đợt này là bên bay về chỉ thị 15 rồi, nhưng những bạn nào vẫn đang 16 đang phong tỏa, chắc cũng không đặt hàng được đâu. Chị buồn vậy. Khu bạn nào đang còn dịch thì giơ tay nha. Khu của bay thì chưa hết rồi. Đầu tiên là thanh kiếm bị nguyên rủa. Kim tiết xù của Yoro dài 50cm nè. Đã chứa trong một cái hộp rất là lớn. Bên trong một thanh kiếm, một cái vỏ dài 50cm bằng gang hoàn toàn để trang trí. Cái này không bén, không đâu. Nhưng mà các bạn đừng có chém như vật cứng. Nó xước, nó hỏng là không có đẹp. Đấy, hàng đắt tiền thì để chân thôi. Những loại này các bạn sẽ được tặng một cái đế kiếm nha, để trưng bày. Mỗi loại có 1-2 cái. Ê. À, có nút bấm. Nó có cái một cái nút bấm ở đây nè. Khi bạn nhấn mạnh vô thì nó sẽ khít. Nhấn vô cái nút thì nó bung ra. Hey. Để trưng bày trang trí rất là đẹp luôn. Ê. Cao bằng nửa người của bay. Kiếm Kintetsu của Yoro. Cây thứ hai là một thanh kiếm màu đen. Đây chính là hàng gia bảo của một ông thợ rèn. Vì Yoro đã mạo hiểm tính mạng để test thử cái kiếm nguyên rủa này, ông ta xúc động quá, ông bán luôn thanh kiếm này cho Yoro. Nói chung là ông tặng luôn. Thanh kiếm màu đen, lưỡi viền trắng nè. Đây chính là Yubasari. Cả vỏ, cả lưỡi đều rất là nét. Rất đẹp không các bạn? Bay sẽ gắn vô như thế này. Nó cũng có nút bấm như cái kia. Những cái bấm này thì các bạn đừng có bấm liên tục, mà lâu lâu bấm lần hoặc bấm chơi chơi thôi. Chắc tầm đâu khoảng 500 lần, 1000 lần gì đó nó sẽ bị lờn đó. Để trưng bày hay để trang trí đều rất là đẹp nha. Cao 50cm. Cái thứ ba là tuyết ẩm cuồng đao. Tuyết ẩm cuồng đao phong vân mà. Cái thứ ba chính là hòa đạo nhất kiếm. Đây, một cây kiếm màu trắng, vỏ trắng như thế này, đuôi cũng trắng, cái vòng hình tròn nè, lưỡi kiếm đen với trắng được lắp ráp lại với nhau. Bay sẽ gắn nó lại như thế này. Các bạn gắn thế này là bị ngược nè, thấy không? Nó ngược, quay ngược lại thì nó sẽ không vô hẳn, mà nó có một cái chốt ở đây nữa. Để các bạn nhìn sẽ thấy rõ cái chốt ở đây. Khi ấn mạnh xuống thì nó sẽ vô như thế này và không thể nào rớt ra được. Muốn ra đừng có nên rút vầy, mà hãy dùng nút bấm bắt. Ok các bạn luôn nha. Hoa đạo giấc kiếm, cây kiếm trắng của Yoro. Cây thứ tư chính là một cây kiếm trong Genshin Impact. Nhiều bạn hỏi Susui đâu thì đáng tiếc Susui không có rồi. Susui đợt này cháy hàng các bạn ạ. Bữa về 2 cây mà người ta mua hết rồi. Đây là Genshin Impact, cây đường cùng của chó. 50cm các bạn nha. Nó giống như một cây kiếm đã bị chặt gãy bằng cái gì đó sắc ngọn rồi, hoặc là chém vô đâu bị gãy rồi. Loại này không có kiếm hoàn thiện, bởi vì skin của nó là y như vậy mà. Được phối màu đen đỏ, rất là đẹp và rất là ngầu. Giống một cây kiếm ma các bạn ha. 50cm nè. Để trưng bày trang trí rất là đẹp. Và bay cũng chỉ khuyên để trưng bày thôi, vì cái này rất đắt tiền. Các bạn ra các bạn làm chày xước đồ thì nó không có đẹp lắm ha. Nè, chân trong tủ kính. Nếu các bạn có một bộ sưu tập Genshin Impact hay là One Piece thì chuẩn men luôn. Và video chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Mấy cái loại này chỉ có từ 1 đến 3 cây thôi. Các bạn nhớ thử mua sớm thì còn, không sớm thì không còn, nó hên xui các bạn nha. Và bye bye. Để đặt hàng hãy vào Lazada, Shopee, Sen Đỏ của Bay Store. Bye bye, chăm cầm.